thì chúng ta được làm con của Chúa bắt đầu từ giờ phút đó. Trong thánh ca chúng ta có một bài thánh ca rất là hay, thánh ca 210 đó, ngày vui hơn hết. Quý vị nhớ không, đó là ngày gì? Ngày tôi đám cưới, không phải. Ngày vui hơn hết là ngày gì? Ngày tôi tìm Chúa. Ngày vui hơn hết là ngày tôi tin Chúa. Tội được tha, được làm con Chúa, được Chúa ghi tên trên sổ sự sống trên trời. Đó bắt đầu niềm vui của một người làm con của Chúa cho đến khi chúng ta bước vào thiên đàng. Cho nên tôi tao rằng Chúa cho chúng ta sẽ có cái niềm vui của thiên đàng. Và thiên đàng vui ở trong Luca đoạn 15 cho chúng ta thấy thiên đàng vui khi nào? Luca đoạn 15 cho chúng ta thấy thiên đàng vui khi chiên lạc được về chuồng, thiên đàng vui khi tìm được đồng bạc bị mất, thiên đàng vui khi con trai ngoan lành trở về nhà cha. Và quý vị nhớ đó, Chúa Giêsu nói rằng cái đàn chiên của Chúa 99 con ở trong ràng, một con còn đi lạc. Chúa chưa vui, Chúa băng rừng lội suối tìm cho được con chiên đi lạc đem về. Và khi con chiên đi lạc được đem về, vui lắm, cả thiên đàng vui, thiên sứ vui, Đức Chúa Trời vui. Ô quý vị ơi, cái bầy chiên tại Việt Nam của mình nó ngược lại 100%. Bầy chiên ở trong Luca đoạn 15 thì 99 con ở trong ràng, một con đi lạc. Còn bầy chiên ở tại Việt Nam đó, 99 con đi lạc, chỉ có một con ở trong ràng, làm sao Chúa vui được? Cho nên tôi ước ao rằng chúng ta mỗi người sẽ chia sẻ để nhiều người được cứu, những con trai hoang đạo trở về với cha. Và gia đình vui khi nào? Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 có ghi lại một gia đình vui. Và tôi chúc cho gia đình quý vị trong mùa Giáng sinh này giống cái gia đình của người Đề Lao ở trong công vụ đoạn 16. Đó là chúng ta thấy cả nhà của người Đề Lao đã được nghe tin lành, cả nhà của người Đề Lao đã tin Chúa, cả nhà bắt tem và cả nhà được vui mừng. Ô ước gì mùa Giáng sinh năm nay gia đình chúng ta được như vậy, quý vị phải không? Không ai trong chúng ta muốn vào thiên đàng mà cô đơn, không. Chúng ta muốn ước ao rằng những người thân yêu của mình cũng bước vào nhà Chúa nữa. Cho nên xin Chúa cho gia đình quý vị sẽ là một gia đình vui khi toàn thể các thành viên đến với Chúa, tin nhận Chúa, ở trong Chúa để được làm con cái yêu dấu của Chúa. Cho nên lễ kỷ niệm cứu Giáng sinh 2017, sự vui mừng lớn, sự vui mừng lớn cho muôn dân, sự vui mừng lớn đến với hội thánh Chúa tại đây khi có thêm người được cứu, sự vui mừng lớn đến với quý vị thân hữu khi chúng ta được Chúa bẻ gác, giải phóng chúng ta khỏi nhà tù của tội lỗi, ban cho chúng ta một cuộc đời mới, sự vui mừng lớn cho gia đình của chúng ta khi tất cả các thành viên trong gia đình đều được cứu một cách trọn vẹn. Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em. Amen.